Thì các bạn mà sữa mò nha, đầu tiên là các bạn sữa mò đó là hầu như là mình nắm bắt được là các bạn là người kỹ thuật nè, rồi làm công trình xây dựng nè, rồi em đi khoa học nè, làm những ngành nghề khác đó, mà lại thích sửa chữa những cái đồ vật linh tinh ở trong nhà đó, bằng ủi, bếp ga, bếp từ, bếp đồ đó, thì nó dính dáng tới điện. Thì các bạn phải chú ý một điều, khi các bạn mà muốn sửa điện thì các bạn phải mang giày dép vô. Đó, vẽ cái hình người nó cũng hơi 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 ha. Thì các bạn phải mang giày vô. Lý do tại sao các bạn mang giày các bạn biết không? Ví dụ như mình mang bao tay á, là nó lại tốt, nhưng mà nó không có linh động trong công việc mình làm, thì mình chỉ mang giày thôi. Bộ an toàn trong khu vực này, toàn thể cơ thể mình không được chạm với sắt, đất, đó, không được chạm với sắt đất, nhưng mà mình được chạm với gỗ nha, cộng với gỗ được nè. Và sau đời sống, tất cả khi mình sửa điện là những cái xung quanh của mình không được đụng như bất cứ thứ này, ngoại trừ gỗ, cao su, đó là những vật liệu mà nó cách điện. Nhớ nha các bạn, một điều mà mình ghi nhớ khắc cốt ghi tâm, khắc cốt ghi tâm. Rồi cái đặc biệt quan trọng nữa là các bạn không được nắm tay người yêu nha. Đó. Đây à, không được nắm tay người yêu khi sửa điện. Có nghĩa là mình không được chạm một cái người nào đó trong khi sửa điện hết. Các bạn nhớ nha. Thì vô tình cái người yêu của các bạn ở dưới đất nè, thì đường điện ở trên đây, ví dụ đường điện ở đây, các bạn có những cái thiết bị ở đây, đây 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 thiết bị đây, các bạn chạm dưới đây, nó sẽ truyền qua đây, truyền vô tim nè, không, trái tim nè, truyền qua tim, truyền qua xuống đây, xuống đây là xuống người yêu của bạn là chết luôn. Thì xung quanh các bạn không được chạm với một người nào đó khi họ không cách đắc đó. Quan trọng nha, khi mà mình ngồi mình sửa, mình đừng bao giờ chạm xuống đất, tại chạm xuống đất là khi đó nó sẽ chạy qua người mình mà nó xuống đất, điện nó khôn lắm, nó kiếm chỗ nào ngắn nhất nó đi, chỗ nào dẫn điện nhiều nhất nó đi. Thì các bạn biết nó rất nguy hiểm không? Nó chạy xuyên ào đây tới đây, xuống đây đất là mình chết, là mình là một cái con điện trở nha. Bây giờ cái mạch đây nè. Đó. 220 điện ở đây. Mình là con R là mình nè. Khi mà cắm điện ở đây nó qua con R này, nó nóng con R lên là chết, là mình là nóng con R nó làm ngừng tim mình. Ngừng tim mình luôn. Và theo thống kê của các nhà khoa học trên thế giới, kỹ sư thế giới người ta tính toán á, thì điện 220 này nè mà giật vô người mình á, trong vòng 3 giây là mình ngẫm, ngừng tim đập, suy hô hấp, nói chung là lục phủ ngũ tạng mình nó bị mất nước chết do vấn đề này, con điện trở này. Và tùy thuộc vào cái mức độ mà mình chạm điện nữa nha. Ví dụ mình chạm trên tay á, cái chỗ tay này nè nó cắt điện nè, nó bị sờ, nó bị chai á thì còn đỡ, cái điện trở nó nhiều, nó điện trở nó nhiều đó thì nó giật ít, có thể là mình được 5 giây. Và có người sẽ chạm vô không giật luôn, đó là trường hợp ngoại lệ, mình đừng có bắt chước họ đó. Và tại sao mà nó bị giật như vậy thì có rất là nhiều video diễn giải là tại sao nó bị giật như vậy, do dòng điện hay là do ampe. Và xin thưa các bạn, và nghiên cứu hai mươi mấy năm trời của tôi xin báo cáo với các bạn, dòng là I là bằng ampe và U là hiệu điện thế. Hiệu điện thế, điện thế, điện thế là cái von đó, cái này là ampere. Thì giải thích cho các bạn xem dễ hiểu hơn nữa nè, cái ampere này nè là cái dòng, là những cái hạt electron đó, nó sẽ chảy trong một thời gian nhất định, nó sẽ chảy qua người mình, chạy xuyên qua người mình,
thì chỉ cần có không phẩy mấy mili ampe thôi, có không phẩy một mili ampe thôi là cơ thể mình nó tê gần hết rồi. Nhưng mà có cái ampe này á cũng không đủ để mà chết người. Cái u này là cái sức mạnh phi thường, cái u này là một cái sức mạnh để tống cái y này nó chạy đi nè, nó là ấy nó trong thôi, nhưng mà điện thế nó là một sức mạnh nó để nó tống cái dòng ampe đi đi xuyên qua, đi mạnh qua. Là hàng này tôi ví dụ cái y này càng lớn, ví dụ như 150 mA đối với điện DC, và ở đây u chỉ có 5V thôi, thì không thể nào giật chết bạn được, chết người được nha. Thì cái u này nó có 5V, nó không đủ sức mạnh để mà nó đẩy cái hạt e nó trong này đi nhanh được. Cái này, cái u này là nhiệm vụ nó là gì nè, nghe thầy sửa mò nói nè, u này là một cái sức mạnh để đẩy cái dòng này đi cực nhanh, đi nhanh ào nó qua xuống tim 3 giây chết. Còn cái u này nó ít nè, nó chậm nè, thì cái ampe này trong cái máy hàn của các bạn hàn nó tẹt 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 ra lửa đó. Thì cái u này nó không có mạnh, nó không đẩy cái ampe này đi ra nhanh được, nó đi chậm chậm mà nên nó mới cháy được sắt. Thì các bạn biết là hai cái đại lượng này đều quan trọng hết, không phải hàng này giật chết người, có hàng này không cũng không giật chết người nha. Ví dụ như dòng 100, 200, 300 ampe nhưng mà cái u nó nhỏ thì không giật chết người. Thì cái u này á, bởi vì nước ngoài nó xài có một điện 110 hả, và tần số 60 Hz. Đó, 60 Hz. Tần số 60 Hz bây giờ là nói với các bạn nghe nè, thì giảng cao quá nhiều khi các bạn sẽ không nắm nhiều được. 60 Hz và 50 Hz, Việt Nam mình xài 50 Hz và nước ngoài xài 60 Hz. 60 Hz là cái dòng điện nó đóng ngắt liên tục, nhấp mở liên tục, thì nó sẽ làm cho con người mình bắn lên, nó không có tiếp xúc với dòng điện được nhiều. Ví dụ như cái máy cu le đó, ngày xưa các bạn mà dưới quê đó vô tình mà đang chạy ghe phải không, cái nhìn nhìn trước như này, cái lấy cái tay mà lên 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 ga đó, lên cái trúng cái mu đi nó giật bạc 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 bạc, té xong chết, té xong ngợp nước chết thôi, chứ mà điện giật không chết. Rồi cái giật bắt mũi á thì cái tần số nó là khoảng cỡ rất là nhiều, khoảng 5.000 Hz. Cái tần số giật bắt mũi đó, nó làm tạch 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 nó đánh lửa, và những cái hạt này càng cao thì nó sẽ giật cho mình thôi, có nghĩa là nó đánh phỏng mình thôi chứ không có giật chết mình nha, các bạn nhớ kỹ rồi nha. Thì cái này giảng cao quá mình bôi đi, nó nhiều quá rồi cái bắt đầu sẽ không có hiểu nhiều. Ở đây là các bạn cao hơn thì alo cho mình sẽ nói cao hơn. Ở đây rất là nhiều bạn không biết gì hết, phụ nữ không, nhớ nha, phụ nữ. Thì các bạn thấy không, chạm vô điện thì mình đừng bao giờ sửa điện, mình chạm đây điện hết. Thì cái bàn làm việc của các bạn á là phải lắp gỗ gỗ nha, gỗ, để khi mà những cái thiết bị điện như là bàn ủi, bếp ga hay gì nó chạm xuống nó không có bị giật giật cho bàn được, là như vậy. Nhớ một điều vậy. Còn khi mà mình đi automat chống giật, rồi trả lời các bạn nghe nè, automat chống giật á nó là một cái cầu dao hoặc là một cái CB chống giật, nó dùng để so sánh giữa cái điện áp đang hoạt động trong nhà mình và mất cân bằng, khi mình chụp vô là nó mất cân bằng điện áp, thì nó có một cái bộ mạch xử lý để nó đóng ngắt liền, thấy không, đóng ngắt liền. Thì tùy thuộc vào cái ampe các bạn biết không, ví dụ như cái CB gì nè, CB nè, CB giờ nó ra là CB chống giật và chống chạm luôn. Thì khi các bạn đụng vô gì nè, ha, bạn đụng vô gì nè, nó giật bạn rồi một cái, xong rồi bắt đầu là nó sụp cầu dao xuống. Nhưng mà nó sẽ có những trường hợp là cái cầu dao này mình xài lâu năm nè, mình không có thử nó nè, nó sẽ không giật, mình chạm vô nó giật mình, nó không có đủ cái dòng để nó so sánh để mà nó ngắt cái này, là mình cũng băng hà luôn, nhớ không, là nó cũng băng hà luôn, nên mình không có tin tưởng được cái này được nhiều nha. Mình lắp thì cứ lắp nhưng mà không tin tưởng được, và đâu phải ai cũng ra ngoài đường thi công là có cái này đâu, và bài học này là để cho các bạn thi công ngoài đường luôn, đừng bao giờ chụp vô điện mà có không mang ủng, thấy chưa? Bởi vì các bạn thấy con chim á,
lao không ra được luôn. Rồi, có bạn hỏi cái đường dây nè. À, đường dây cao thế đó. Đây là dây trung tính nè. Dây lửa nè. Cái con chim nó đậu đây nè. Nó không bị giật. Là tại sao các bạn biết không? Đố các bạn đó. Ba cái đường điện cao thế. Điện cao thế nha, 380 V luôn. Nhưng mà con chim nó không bị giật. Lý do lý do con chim nó đứng chẳng hạn hai chân qua không, chẳng hạn hai chân qua, nhưng lý do thứ nhất đó là nó có một cái lớp sừng, cái lớp sừng nó cắt điện rồi, thấy chưa. Cái lý do thứ hai là khi á một mạch điện mà nó muốn giật á là một mạch điện kính, một mạch điện kính đó. Đừng giết nó đâu ta. Điện mà qua cái con điện chở là điện chở người, điện chở chim, điện chở gì đó rồi nó mới chở về đây thì mới là giật được. Nếu không qua được thì ví dụ như con chim nó đậu trên đây à, nó đâu còn tiếp xúc với đất, với mát gì nữa đâu. Thì nên nó ở gọi là một cái thế, nó gọi là đẳng thế. Là điện nó đang ở chế độ nó gọi là đẳng thế, là nó không có giật được. Nên con chim nó không giật được, nhưng mà người là giật nha. Người mà đứng mình chàng hãng hai bên là nó giật từ cái chân này qua chân kia, banh luôn bộ đồ lòng. Nhớ nha. Người là không được đứng lên xe xe điện. Từ chân này nó giật qua chân kia là banh bộ đồ nghề. Chim không bị giật, phải không? Để nói tới chim cái là các bạn đăng ký xem quá trời xem luôn ha. Rồi ví dụ như đây là dây lửa một nè, lửa hai nè, lửa ba nè, đó con chim đậu lên đây không giật, do nó thứ nhất nó cắt điện vô cái sừng của nó. Rồi như vậy thì mạch kính á, cái một cái mạch điện á mà nó muốn giật được á thì nó phải truyền qua đất. Cái này giảng nó chơi nó hơi hơi lên lên trình độ tí xíu nha các bạn, gắng tiếp thu nha. Bây giờ nè cái chạm điện biến áp nè, rồi nó ra 4 giây, rồi 4 giây thêm giây nữa. Đó, chạm điện biến áp này là qua 4 giây. Đó. Thì bây giờ á mình chạm tay lên cái sợi dây trung tính này là nó không giật nha các bạn. Cái sợi dây trung tính là nó không giật. Sợi dây trung tính là không giật. Nhưng mà mình chạm sợi dây này ở dưới đây á, mình không có cách đất á là bị giật nha. Bị giật nha. Còn ví dụ như mình chạm dây này mà điện nó cao quá, nó sẽ phóng điện từ đây xuống đất luôn. Nên ở dưới cái cột điện các bạn đừng bao giờ đứng ở dưới cái cột điện. Đứng dưới cột điện rất là nguy hiểm. Cái từ trường ở chỗ này nè, nó sẽ làm hù 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 các bạn khó khó chịu lắm và sẽ làm rất là nhiều cái bệnh ở trong người, bệnh lý sinh ra. Nên các bạn tránh trường hợp ở dưới đường dây điện.
Và có thể các bạn quấn một cuộn dây đồng. Dây đồng này câu ra hai cái, thắp cái bóng đèn này vẫn sáng nha. Và các bạn nào mà ở gần đường dây điện thì xài điện free, không có tốn tiền điện nha. Bù lại thì các bạn bị những cái chứng bệnh mà do điện nó gây ra. Và thấy không? Rồi khi các bạn mà cầm sợi điện nào, lấy cái cây mà chọt lên á, dây điện nào cũng bị giật chết mình hết nha. Dạ. Rồi cái này thì cao quá mình ít có khi nào các bạn sửa lắm, ở đây là các bạn sửa ăn sửa mò. Không có giảng này nhiều. Rồi, sửa mò là như thế này. Ở trong nhà các bạn sắm cho một cái thiết bị này cho tôi. Lau nó khô mới được. Thiết bị này á, là sẽ khi các bạn sửa không bị giật và không bị nổ. Các bạn biết là điện điện giật mình là do gì phải không? Do âm be và do dầm, nó cũng giống nhau thôi. Do dầm và do điện thế. Điện thế càng mạnh lên, tăng điện thế lên, dầm rất nhỏ cũng đủ giết mình rồi. Mà dầm lớn lên, điện thế thấp xuống cũng không giết mình được nha. Rồi, như vậy thì sửa mò là sao? Sửa mò là sao đây? Chào Thiên Phương, chào Đình Quyên, rất là vui được gặp các em nha. Ló mờ quá thầy ơi, ló mờ là sao em? Xin lỗi nhé, mà tác dụng của dây trung tính tại sao lại chạm dây trung tính lại không được? Rồi, có một bạn hỏi là tại sao chạm dây trung tính không giật. Bây giờ trả lời cho bạn dễ dễ hiểu nè. Dây trung tính là như này đi. Người mình nè. Chạm dây trung tính này nè. Nếu mình đứng dưới đất luôn. Thì dây trung tính này nó truyền xuống đây, dây trung tính là nó không không quên nha các bạn. Không quên. Dây trung tính á là không quên. Rồi nó dưới đất nó muốn bằng nhau, và ở trong cái những thiết bị chúng ta là nó có một cái dây nữa, nó gọi là dây xuống đây là dây te đó đó, có thấy không? Thì cái này á bằng không, cái này bằng không, thì mình đứng dưới đất á mình chạm tay đây là nó không giật nha. Còn cái này bằng 220 đi, ví dụ như này là bằng 220 nè, 220 con mình đưa lên đây là từ trên đây nó truyền xuống ra đây qua tim mình xuống đây bằng không là 220, để chạy xuống đây là mình chết nha. Điện 220 xuống xuống đây là mình chết nè, bạn hiểu chưa? Còn khi mà tất cả các điện này nè nó chạm vô sườn, chạm vô sườn giảm sườn, thì lúc đó cái dây te này nè nó chạy xuống đây và nó trở về đây, thì người mình á tại điện nó khôn lắm, dây dẫn chỗ nào mà ngắn nhất và dẫn điện nhiều nhất thì nó sẽ chạy theo đường đó. Ví dụ như mình ở đây mình chạm tay vô trong cái vỏ điện của thiết bị máy thì nó sẽ chạy qua người mình cũng chết nữa, nhưng mà chết ít, có nghĩa là nó chạy ít, nó chạy xuống đây hết, tùy theo dòng điện một kho điện đây nó nhiều, nó chứa nhiều điện hay không. Nếu chứa nhiều điện thì nó cũng còn một phần để nó chạy qua người mình. Cái điện trở của mình á
nó lại thấp hơn, có lẽ lại cao hơn điện trở trên này thì nó ưu tiên cho thằng này xuống và người của mình á lại nhẹ hơn, nên nó có những dây te này. Và tất cả các thiết bị máy mình nó cũng có ở những nước Bắc Mỹ á, nó đều có sợi dây te này hết. Trong cái thiết bị á, nó cổ cắm á, nó có ba cái chấu, hai chấu này á, là dây nguội và dây nóng, và đây là dây te, nó gọi là dây mát đó. Vậy các bạn nắm cái này chưa, có hài lòng anh không hay là giải thích thêm? Thì cái dây này á, là khi chạm với cái giỏ điện một cái thiết bị như giống như là cái bàn ủi đi, có hai cọng dây điện ra, mình câu vô đây, mình câu vô đây, thì còn cái dây này câu mát. Khi mà cái bàn ủi mình bị chạm á, là mình chạm tay vô nè, tay mình chạm vô đây nè, thì nó sẽ không giật mình, hoặc là nó giật đỡ đỡ chứ không có chết. Dòng nó qua bên cái tim mình nó ít. Bằng hình không rõ lắm hả? Đó. Có thấy không? Các bạn thấy không? Rõ chưa? Đó, rồi. Ở đây hơi ồn chút xíu, các bạn gắng cố gắng nghe ha. Rồi bây giờ mình voi này nha. Rồi để cho các bạn sửa mò biết được là cái này là rất là nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Khi các bạn làm việc là cái bàn đây đó, vậy cái bàn nó hơi xấu xíu nhưng mà gắng cố gắng nhìn. Rồi rồi các bạn ngồi ở đây, rửa hai cái chân thòng xuống đây, hai cái chân này làm ơn mang dép cho tôi. Và cái bàn của các bạn á, phải lót gạch, lót lót gạch cho tôi gớm hoặc là nhựa vô đây, nhớ chưa? Thì lúc đó các bạn mà có sửa cái bàn ủi ở đây, hoặc là cái bếp ga, bếp từ ở đây, thiết bị điện tử ở đây đó, thì các bạn chạm tay vào vô tình nó chạm vô đây thì nó cũng không giật ra được hết, nó gọi là đẳng thế. Điện nó lây hoay trong người các bạn thôi, nhưng mà vô tình có một cô vợ chụp vai đấm lưng cho các bạn, hai cái chân chằng hẳn xuống đất, rồi là hai người kéo nhau mà cười. Bởi vậy khi các bạn sửa điện, các bạn nhìn thấy cái hình này chưa? Và khi mà lỡ mà các bạn ngứa chân mũi cắn quá, bỏ cái này ra, thấy không, thì bị điện giật, thì bà vợ phải làm sao? Bà vợ trong nhà phải làm sao? Không được lấy nước tạt, không được lại chụp, mà không được làm cái gì hết, thấy không? Mang giày vô, giày đạp cho ông này ông chồng một cái, đạp mạnh thiệt mạnh cho văng ra ngoài, đạp mạnh thật mạnh văng ra ngoài, xong rồi chạy đi cướp cầu dao. Nhớ nha, bước này quan trọng nha, đạp mạnh một cái giống như thù năm lâu năm ha, đó giờ ăn nhậu vợ bé vợ bọn ha, chúng thù á, đạp mạnh vô rồi bắt đầu á chạy đi cướp cầu dao. Bởi vì hai công đoạn này tôi đang đấu tranh với kỹ sư hoài à, tôi đang cãi tranh luận với kỹ sư rất là nhiều, và kỹ sư chơi với tôi không có nổi. Có nghĩa là khi mà mình gặp người bị nạn á, không biết cầu dao chỗ nào hết, kế bên thì mình tắt xuống liền được, còn ở xa làm sao mình tắt được, mình đạp liền, đạp mạnh. Nếu mà mình cắt điện nha, mình đang dép nha, đạp hứ cũng trả thù vậy đó, bay ra ngoài xong rồi lại cúp điện, thì lúc đó khả năng mà người đó còn cứu sống được. Tại vì khi mà điện qua tim trong vòng 3 giây thôi, điện 220 mình á, là bị ngừng tim. Còn riêng mà ở Bắc Mỹ á, nó xài điện 110 đến 100 thôi, ở Nhật xài điện 110, ở Mỹ xài điện 100, thì giật mình không không có chết. Và tần số của người ta đó là tần số 60 Hz nữa. À, các bạn biết cái Hz là cái gì không? Là giống như một cái hai cái chìa, không, giống như hai cái công tắc đóng ngắt, ngắt liên tục gì đó, nó tạo thành một cái Hz trong 60 giây, trong một giây chạy 60 lần. Thì các bạn đã biết cái này chưa, là an toàn điện là cực kỳ quan trọng, phải học cho tôi, còn nếu không là mệt mỏi lắm. 09
chút xíu nữa mình sẽ để cái đường link ở bên dưới nghe các bạn, là số điện thoại và kết bạn Zalo với mình. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn những bài học rất đời thường và những ví dụ rất dễ hiểu. À, sữa mò là phải như vậy. Sữa mò là mình đừng có biết nhiều cao siêu, các kỹ sư vô đây đừng cười, tại vì các bạn phải học tới 4 đến 5 năm, mà trong khi tôi đào tạo cho các bạn mà sửa mò trong vòng 1 tháng thôi là có thể sửa tất cả mọi thứ. 1 tháng thôi là các bạn có thể sửa mọi thứ. Thì bài trước tôi đã dùng 4 cái con linh kiện rồi, là các bạn xem lại để học thuộc. Và trong 6 năm trời, 5 năm trời, 4 năm trời đào tạo một kỹ sư, tôi sẽ rút gọn lại thành 1 tháng thôi là các bạn trở thành một kỹ sư luôn. Kỹ sư thợ bật 7/7 luôn đó, ghê gớm gì đó, nói cho vui thôi. Nhưng mà các bạn trong vòng 1 tháng các bạn sẽ nắm được hết tất cả những kỹ năng mà các bạn sửa hơn kỹ sư. Và những công ty, những xí nghiệp không có thuê mướn những kỹ sư vô mà làm không được việc, chỉ thuê mướn những bậc nghề có kinh nghiệm vô làm việc, thì các bạn mới có được cái cơ hội làm việc nhiều hơn. Đó là sự thật. Thì các bạn biết rồi, không có giảng nhiều cao siêu gì nữa hết. Nếu cao siêu tôi vẫn giảng được, nhưng nó mấy năm trời đó. Các bạn thấy kỹ sư vô học mấy năm trời, 4-5 năm trời đó, nhưng mà ra nhiều khi hỏi một câu không biết luôn. Và một kỹ sư nào vô đây mà nói chuyện giúp cho các bạn hiểu được thì ok. Còn nếu mà hỏi những câu hỏi mà để hóc búa chơi cho vui, để hỏi mèo, thì ở đây mình không có thời gian để giúp cho các bạn được. Mình sẽ hẹn các bạn là ở bên sau, ở những lần sau ra ngoài uống cà phê mình sẽ nói chuyện. Chứ còn ở đây là giúp cho các bạn là hiểu nhanh, biết nhanh trong 1 tháng. Đã học 4 năm mình học có 1 tháng rồi, dễ không? Bà vợ thấy chồng bị cười hoài, bị nhăn răng cười hoài thì không được, chạy đi cướp cầu dao liền. Nếu mà gần cái bên thì cất cùi dao, còn nếu không thì đá ổng một cái bóp, đạp một cái hứ liền, thù bao nhiêu năm trả hết đi. Ổng văng ra ngoài, ổng một cơ hội sống, còn chạy lên trên chỗ đây nè, kiếm cái cầu dao sập xuống. Là công đoạn thứ 2. Đó, công đoạn thứ 2. Chào Nguyễn Anh Điền ha. Anh vô đây mà anh có những cái lời lẽ không có hay thì cho anh ra ngoài chút xíu, anh nghỉ uống cà phê rồi anh bình tĩnh. Đó là như vậy. Thì các bạn biết rồi, sữa mò mà nên các bạn phải cẩn thận những cái điện này. À, rồi các bạn phải thiết kế một cái này cho tôi, một cái này này nha, cực kỳ quan trọng, thiết kế liền, ngay liền luôn. Các bạn sữa mò, tôi đã đi gặp các bạn anh em đã sữa mò rồi. Đi vô ngồi sửa, ngồi bẹt dưới đất á nha, rồi bắt đầu ngồi sửa cái mỏ hàng mà nó giật cũng chết. Mà điện mà câu vô á, lấy 2 cái cọng dây này câu vô nè, nó nổ cũng chết, rất là nhiều thứ. Bây giờ phải làm gì, làm liền cái mặt này cho tôi. Rồi, các bạn thấy không? Cái mặt này dễ hiểu không nè? Đây là một cọng dây, các bạn hài vô một bóng đèn. Bóng đèn này là cái bóng đèn dây tóc nha. Bóng đèn dây tóc. Bóng đèn neon á, bóng đèn bự á, mà sáng lên có nhiệt độ tỏ ra đó. Rồi, điện hay mang qua cái bóng đèn, rồi câu vô trong cái kẹp hay cái gì đó, các bạn muốn cầm cái kẹp thử 220 á cũng được, hoặc là vô cái ổ cắm mình. Rồi đây vô điện 220, ở đây vô cái ổ ghim nha các bạn, đây vô ổ ghim nè, vô cái ổ ghim nè, đó, vô điện 220 nè. Ví dụ như ở đây mà các cái thiết bị mà nó bị chập á, là cái này đó, nó chập lại với nhau nè, chập lại với nhau thì cái bóng đèn này sáng lên, nó không có nổ cái đùng nha. Còn khi các bạn mà đo
cái thiết bị mà nó không chập á, ví dụ đây ổ cắm nè, các bạn cắm điện vô, ví dụ như đây là cái nồi cơm điện đi, đó nồi cơm điện mà nó bị chập rồi, cắm vô nổ đùng liền, nếu mà không có này là nổ đùng cúp cầu dao mình luôn, các bạn nhớ không? Không em, 4V2 mà lên 400 kV nó không giật chết người mà nó làm cho mình bị tim á, nó bị ngừng đập thôi. Cái lúc đó là những cái lúc này, các bạn này hỏi nè, từ 4V2 mà lên 40 kV thì cái tần số nó tới mấy trăm mấy 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 chục ngàn kilo hẹp nè, nên nó sẽ sao phải không, nó giật mình mà nó giật tạc tạc tạc, nó đi tần số nhanh mà mấy một giây nó đi mấy ngàn kilo hẹp nó sung mà, thì lúc đó nó sẽ làm cháy da mình, phỏng da mình, mà có thể là nó làm cho mình, nếu mà người bị bệnh tim á, cái nhịp thở của mình nó không bắt kịp thì mình cũng chết, bất tỉnh nha các bạn biết không, tim mình ngưng đập là mình bất tỉnh liền, và những cái tần số đó nó sẽ làm ảnh hưởng đến xung não mình nhiều lắm, và não mình ngưng hoạt động, có thể chết lâm sàng luôn, nếu mà người yếu yếu thì là chết luôn ha, chết lâm sàng rồi chết đủ thứ bệnh trong người luôn, khi mà cái đó là cái súng điện đó, cái súng điện đó ha, để tôi lấy cái súng điện cho các bạn xem. Đây cái súng điện này, à ví dụ thôi, cái này ví dụ là cái súng điện thôi, bấm cái tẹt 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 là để công an với hình sự đồ này kia là cơ động rồi đó, người ta bắt đó, bắt người á, tẹt tẹt thì người ta bắt tỉnh hoặc là đau nhảy nhõm lên thôi, nhớ không, không có chết, mà nếu chết là những trường hợp đó nó mới chết đó, nhớ không? Rồi tại sao mà điện giật mà ta xối nước lên đó, các bạn suy nghĩ xíu thì trả lời tôi. Rồi các bạn phải lắp cái mặt này cho tôi nha, có bạn nào không hiểu cái này không nè, à đúng rồi, hỏi rất hay, bởi vì những cái câu hỏi của các bạn tôi thấy nó rất là đời thường mà các bạn phải va chạm rồi, tôi phải giải thích những cái đó nó mới hay. Rồi bây giờ nè, cái này vợ chồng bị điện giật thì biết rồi ha, bây giờ tôi coi nha. Rồi rồi tôi vẽ lại cái này đi cho chắc nè, cho các bạn hiểu được này nè. Rồi. Đó. Ở Việt Nam mình á thì ít có chơi cái dây te lắm, nếu mà chơi cái dây te là cái bàn của các bạn á, cái bàn của các bạn á phải câu một cái cọng dây, cái bàn của bạn bằng sắt phải không, câu cọng dây xuống đất sâu khoảng nửa mét hoặc là 1 mét, thì trong cái này là cho miếng muối vô, miếng muối vô, chế miếng nước vô, để khi chạm vô trong đây nè, để chạm vô đây thì điện nó chạm vô đây thì nó chạy xuống mắt, nó không có giật bạn, nhớ nha. Còn cái này là bạn này hỏi nè, ví dụ như mình có một cái nồi cơm điện, cái bàn ủi, thấy không, rồi cái quạt đó, mà nếu đi chạm mà đời nào mình đâu có biết, các bạn mua ve chai về mà đi ra nhiệt tảo mua ve chai về mới muốn cái dựa ve chai về để sửa lại bán trên mạng rồi này kia rồi để kiếm tiền mà đó, thì các bạn biết không, nó đâu có biết nó chạm trong đây, hoặc là cái người sửa trước cái bị chạm, mình cắm vô trong đây mà mình không có cái đèn này nó nổ một cái đùng liền, đúng không, mình cắm điện vô đây thì đây là cắm điện vô đây thì nó chạm một cái là nó ngắt mạch nó đùng liền, các bạn sửa như vậy là nhiều khi có các bạn cái bên mà quên á, giật mình nó văng ra sợi dây điện dính vô bàn dính vô người mình rồi xong luôn, nhớ không, phải có cái bóng đèn này, khi mà bị chạm á cái bóng đèn này nó sáng lên đúng không, chạm thì có phải là nó vô đây nó xuống đây không, thì bóng đèn này sáng lên không, mà bóng đèn này sáng lên thì nó đâu có nổ, hiểu chưa các bạn, hiểu chưa?
Các bạn hiểu rồi, các bấm số 1 để mình qua phần khác nè. Và có một bạn ở Mỹ á, mình giảng kiến thức này á, mình giảng những kiến thức này là cơ bản nhất, mà các bạn có bạn lại mà nhắn tin mình rất là dễ thương. Ở bên Mỹ á, có rất là nhiều cái bãi kho phế liệu, đồ ve chai rất là nhiều, mà em nó không có biết sửa cái gì hết trơn trời á, mà nó kiếm rất là nhiều tiền trên đó. Nếu mình biết đồ, giờ em thấy cái con robot đâu lau nhà mua cỡ mấy trăm đô luôn, người ta bỏ không biết hư gì hết. Nhưng mà nó hư gì các bạn biết không? Nó chạy tới chạy lui, nó đụng thì nó hư cái gì các bạn biết rồi. Phân tích 6 cái bước mà sửa chữa thôi, các bạn xem lại nha, 6 bước sửa chữa thôi các bạn xem lại, đó là gì? Là nắm được cái 6 bước đó là sửa tất cả mọi thứ. Một kỹ sư học 6 năm trời, 4 năm trời chưa chắc gì đã học được những kiến thức như tôi, gì tôi truyền đạt các bạn. Nói thật, không trong trường không ai dạy hết á, không ai dạy những thứ đó hết, dạy lý thuyết lung tung rồi ngồi học nó tới 4 năm trời. Tôi không phải là nói là các bạn kỹ sư mà để học mà ổn, nhưng mà đóng ra phải học, mà phải ra ngoài mày mò thêm. Còn các bạn kỹ sư mà vô đây nói chuyện mà bót nãy lung tung á là mình cho ra rồi. Đó. Tại tôi biết đó, các bạn đó là kỹ sư hoặc là các bạn ra làm ngành nghề giống như tôi, muốn là cái kênh của mình á là không có phát triển, thì các bạn tạm thời ra ngoài có những cái câu nói rất là không có tế nhị. Có rất là nhiều bạn đang cần những kiến thức như thế này. Đó. Thì các bạn biết phải làm cái mặt này liền cho tôi. Các bạn là một sửa mua đồ ve chai rồi gì đó, làm mặt này liền cho tôi. Nhanh liền, tức thì. Nếu không là nó nổ sầm hết, và một ngày đó các bạn sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng, sinh nghề là tử nghiệp. Và tôi dám chắc các bạn là khoảng vài chục phần trăm các bạn chưa biết những điều này. Cứ sơ sơ là chỉ biết là điện nó giật mình thôi, chứ không biết nó điện giật từ đâu hết. Và những cái thứ này là những cái thứ nó giật mình. Phải có một cái dây mát xuống nè. Có nhiều cái trường hợp mà bị karaoke, hát karaoke á, nó sẽ truyền vào cái dàn âm ly mình đây nè. Cái dàn âm ly nè. Đó, gần ra cái karaoke nè. Rồi, cái người karaoke nè cầm hát alo la ha, ngắm hoa lệ rơi rồi ha, rồi tới luôn đi ha, xong rồi bắt đầu cái tay cầm đây nè, cái micro bằng sắt nè, cái sườn của máy cái máy của âm ly mình nè, nó giật cái nó chìm xuống đất nè, nhà mình đâu ai mang dép đâu, từ đây điện nó chạy đến đây chết. Nhưng mà nó có cái sợi dây te này nè, là nó không có làm sao hết trơn nha các bạn. Điện nó chạy xuống đây, điện nó khôn lắm, nó lựa chỗ nào ngắn nhất, dẫn điện nhiều nhất, nó ưu tiên cho thằng đó. Vậy thôi. Và kiến thức này là những kiến thức đời thường, thực tế, đời sống của chúng ta. Và khi mà các bạn mà gặp, các bạn qua cái này nha. Coi nè. Các bạn có quên thì xem lại. Rồi, khi các bạn mà bị vừa gặp một người bị điện giật, điện giật té xuống đất do bị chấn thương cái gì đó, ví dụ như bị chấn thương, bị gãy tay cái chân á, thì các bạn nhớ lấy tre hay là lấy sắt, lấy cái gì đó nẹp nó lại để cái xương mình nó đừng bị gãy tới bị gôi lui. Nếu mà người bị té xuống nha, rồi sau đó người ta bất tỉnh rồi, thì bây giờ mình muốn cứu sống người ta được tức thời, trước tiên là kêu một người đó gọi cấp cứu liền để chở xe cấp cứu. Cái thứ hai là các bạn lấy một ca nước, ca nước á, ở đây là các bạn để người ta dưới đất luôn nha, ở dưới đất luôn, nằm đại dưới đất luôn, nhớ chưa, nằm đại dưới đất luôn, để có những tích điện đó, nó sẽ truyền ra, nó sẽ đi xuống đất. Rồi các bạn dùng một ca nước á, các bạn xói xuống phun đó cho nó ướt người hết. Khi người ta bị điện giật là mất nước rất cực kỳ, tại vì nó còn điện trở nó đốt cháy lên mà.
mình là con điện chở người, nó sẽ đốt cháy lên, nó sẽ làm mình mất nước. Mà nước có thể là hấp thụ từ da mình các bạn, thì nên mình phải cho người ta người nó ướt chút xíu, rồi bắt đầu mình dùng biện pháp hô hấp nhân tạo. Cái khâu này là các anh thích nè, dùng hai tay ấn xuống lòng ngực, thấy không? Ấn nhẹ, ấn nhẹ, ấn nhẹ, giống như là trong phim vậy đó, ấn nhẹ. Và có thể hô hấp bằng cái miệng mình với cái miệng của người ta để thổi, thổi một cái, ấn một cái, thổi một cái, ấn một cái, nó đều với nhau để cho phổi nó đập lại và cấp cứu kịp thời. Nếu không tim mình sẽ ngừng đập, điện giật tim ngừng đập vậy thôi, ngừng đập là mình chết và có thể bại não. Thì những biện pháp này là những biện pháp sơ cứu người ta nha. Thứ nhất, ôm lại nè, nẹp lại những thứ mà bị gãy để cho đừng có đau, đừng có gãy mà không có cứu sống được nữa, sau này mà cứu sống được thì cũng tàn tật, mình phải nẹp nó lại. Xong cấp cứu bằng cái gì? Một người nẹp, một người cấp cứu bằng cách ấn lồng ngực xuống nè, ấn xuống cái, ấn nhẹ xuống cái, giống như là nhịp thở vậy đó, thấy không? Rồi đâu cái miệng mình vô trong cái người ta đó, thổi vô, thấy không? Thổi vô một cái rồi buông ra cái, ấn một cái thì làm tới làm đuôi giống như nhịp điệu, nhịp điệu vậy đó, rồi xong là người ta sẽ tỉnh lại, là có khả năng cứu sống người ta. Nhưng mà điện giật quá 5 giây là khó cứu sống nha các bạn, 3 giây còn có cứu sống được, tùy theo điện trở của mình và điện thở đó nó ở đâu nữa. Ở quê nhà chủ nhà làm dây, bảo chủ nhà làm dây. Ở quê chủ nhà bảo làm dây tiếp đất, bọn thợ điện nó bảo không cần thiết mới ức chế. Đúng rồi bạn Lô Bành ơi, người thợ á, à đây, nếu mà người chủ nhà á mà nghe người thợ nói chuyện á mà không thuyết phục dễ giờ á, người ta sẽ có một cái đầu ở trong đầu nghĩ là cái thằng này nó vẽ vờ, nó làm nó nhiều tiền hơn để cho nó kiếm tiền. Nhưng mà cái cách nói chuyện á là mình phải thuyết phục người ta bằng những cách khác, có nhiều cách để thuyết phục để cho chủ nhà gắn điều đó, nếu mà thật sự mình có cái tâm mình khuyên thật tự đó. Còn bây giờ mình làm dây tem mà mình ăn 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu gì đó, người ta không có tiền. Nếu mà làm đúng kỹ thuật dây tay á thì nó cũng nhiều tiền lắm. Dây tay á là cái dây chống sét đó. Trong nhà mình á, đây, để cho các bạn xem cái video này để các bạn biết tầm quan trọng của dây tay. Đây nhà mình, đây là cái nhà nè, đây đường điện nè. Trên đường điện này nó cũng có một cái sợi dây te nữa, nó cắm xuống đất luôn. Khi chạm vô đây nó không bị giật nha các bạn, mình đi ngang mình chạm mấy cây cột nó không bị giật. Và trong khi điện nó chạm ở đây luôn á mà mình chạm không giật. Còn trong nhà mình á, nó có một cái dây, một cái cây chống sét gì nè, và nó cắm xuống đất luôn, nó có một sợi dây cắm xuống đất luôn, cắm sâu khoảng 5 mét. Khi mà sét đánh á, sét đánh nào âm, sét đánh nó tới hàng ngàn kilovol nữa, nó chảy à xuống đây luôn. Rồi tivi của mình á là những cái đường điện nhỏ thôi, nó không có ưu tiên điện, nó không có ưu tiên qua những cái tivi, những cái đồ của mình nên còn sống nha các bạn, nhớ không? Sét đánh một cái mà mình không có dây te, mấy trăm ngàn kilovol, mấy triệu kilovol không cần biết, nhiều lắm, nó đánh một cái tivi mình đen thui. Ở đây nó truyền xuống tivi mình là đen thui luôn. Nên gắn dây này là tốt nhất. Còn nếu mình không gắn dây thì lâu lâu có một cái mùa bão giông vậy á, xui xui thì nó bị cái thôi, mua cái tivi khác mà xài không sao hết.
Và khi mình chạm tay trong nhà, ví dụ như có một cái gì đó, thiết bị nào đó chạm trong cái nhà sắt mình đó, thì này chuyện xuống đây mình cũng không bị giật. Nhưng mà cái dây chống sét này nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều ở cái CP chống giật. Khi các bạn mà lắp CP chống giật á, nó hay nhảy lắm, nó hay nhảy tùm lum hết, tại vì nó mất cân bằng pha. Các bạn mà dùng nhà cao tầng á, mà lắp CP chống giật tầng 1, tầng 2, tầng 3 á, một thời gian sau nó gỡ hết, bỏ hết rồi. Lý do là gì? Nó mất cân bằng pha nên nó nhảy liên tục. Nhớ một điều này ha. Rồi, hôm nay là một cái video để chia sẻ với các bạn là cái này. Còn từ đây tới ngày mai, nếu các bạn mà bình luận bên dưới coi xem các bạn đề tài nào mà nhiều các bạn quan tâm thì mình sẽ làm đề tài đó. Còn nếu không thì mình sẽ làm linh kiện tiếp. Mình sẽ làm cho các bạn là nhận biết linh kiện và đo đạc linh kiện. Thứ nhất là buổi tối hôm nay, hẹn các bạn là tối đêm nay là 7:30 tối là mình sẽ live. Và mình sẽ cho các bạn biết là linh kiện, cách đo đạc linh kiện và cách nhìn những con linh kiện trong bộ vi mạch của chúng ta, và tháo thực hành một số cái vi mạch mà đang thiết bị, để các bạn biết nhận biết được cái linh kiện đó và những cái hư hỏng của nó là cái gì. Rồi, là tối đêm nay mình sẽ làm cái đó cho các bạn xem. Thì buổi hôm nay là cho các bạn an toàn điện, tại vì muốn giảng cái bài này đầu tiên để các bạn theo kỹ sư mò này học, mà lỡ có chuyện gì báo cáo là kỹ sư mò ơi, dạy sao mà có thằng tử ẹo rồi thì mệt mỏi lắm. Các bạn học cái bài này rồi thì đừng bao giờ bị tử ẹo nha. Thiết kế bo mạch hoàn thiện này. Thiết kế bo mạch á, nhiều bạn không hiểu đâu. Dạy đo đạc linh tinh. Rồi các bạn bình luận ở dưới đi. Cái bình luận nào được nhiều like hoặc là các bạn nhiều bình luận giống nhau thì mình sẽ làm theo đề tài đó cho các bạn. Và những kiến thức này là những kiến thức thực tế đời thường, và tôi đã làm 30 năm trong nghề điện tử rồi, sửa mò rồi. Ngày xưa mà thời tivi nội địa đó là mình phân tivi từ bờ 7 phần, cao tầng, trung tầng, thân thế, phần chối, rồi độ chế đủ thứ hết trơn á. Là ở Nhật Tảo là mình ăn nằm mình về ở Nhật Tảo á, nên Nhật Tảo ai cũng biết mặt mình hết á, nói ô long là ai cũng biết hết á. Tại vì ngày xưa là mình ở đó, mình đóng đô đó, mình sửa chữa nè, tivi, đầu máy, âm ly đủ thứ hết. Rồi vô Tiến Đạt làm trong Tiến Đạt á, là một năm trời trong Tiến Đạt, làm ở Tiến Đạt là một nửa năm trời là làm ở phòng nghiên cứu, phải không? Còn nửa năm trời á là làm ở phòng bảo hành, thì các bạn biết tiếp xúc rất là nhiều máy. Một kinh nghiệm á là kinh nghiệm sửa mò cực kỳ hay, không còn kỹ sư nào mà sửa mò lại tôi hết. Tại sao biết không? Tại vì người ta đo đạc đủ thứ mệt mỏi lắm. Mình hả, sáu cái phương án của mình rút ra đó, sáu phương án đó là mình thiết kế lên cho các bạn cực kỳ hay và hiệu quả. Mà các bạn thấy đi, áp dụng cái gì cũng sửa được hết, đúng không? Sáu phương pháp đó. Nhắc lại các sáu phương pháp cho các bạn người mới vô nè. Thứ nhất là hỏi han, tâm sự với khách hàng, gọi là lâm sàng. Thứ hai là bắt đầu dùng biện pháp ấn và độ đó. Ấn và độ, ấn độ lên, ấn lên, thấy không? Bác sĩ cũng vậy, mình cũng vậy. Mình chơi y, mình là sửa máy y như một người bác sĩ, y như người bác sĩ, không khê một nét, giống như người bác sĩ luôn. Người bác sĩ sửa sao mình sửa y chang vậy đó. Bác sĩ vô hỏi bệnh gì, cái ông bác sĩ cà chớn á, thì ông vô hỏi bệnh gì, còn ông bác sĩ mà ngon ngon á, nói bệnh gì là tới đây. Dạ bác sĩ em đau lưng quá. Cái bắt đầu hỏi câu thứ hai nè, làm nghề gì? Dạ em làm thợ may, thợ máy, thợ mộc, thợ gì đó không biết. Rồi kê cho cái to thuốc luôn, nhiêu tuổi à, 60, 70 hay là 30, kê cho liều lượng nó xong về uống hết, xong rồi. Còn em đau lưng quá, em hay thức đêm quá, em hay tò te tứ tí với vợ quá. Rồi đừng có cho thuốc giảm đau nha, thuốc giảm đau là chết à, cái này là bị cho uống thuốc bổ thận. Là khi hỏi là đã biết được bệnh rồi, các bạn biết không? Còn mình sửa máy cũng vậy nữa, thấy một cái máy sinh tố người ta đem lại hư, tự nhiên hư, đang xây tự nhiên hư, mình kê luôn mũi, mình hửi cái khét nghẹt,
hư cuộn rồi, ngồi đó đạt chi cho nó mệt. Đó là gì? Mình phải chơi thẳng vấn đề, xong mổ ra quấn cuộn lại, rồi so sánh, lấy cái máy xịn sò, cái máy ngon ngon chạy ngon lành, so sánh cái máy này đo qua đo lại coi nó mắc cân bằng hay không, con linh kiện này nó vậy, nó linh kiện này nó vậy, đo phải coi nó sống hay không, nó chết hay không, rồi thái, rồi thương pháp thay thế. Thấy cái này nghi ngờ dột bỏ, gắn vô khác mới vô, khỏi cái lăn tăm nhức đầu lăn tăm đó. Phương pháp cuối cùng là gì? Dọn cái nhà luôn, bóc hết mấy con linh kiện mày sống chết gì giết làm hơn ta làm, bỏ ra hết, lấy con linh kiện mới để vô, hoặc là lấy con linh kiện của cái thằng mà bị nhấc nháp mà do bị té xe, mình thay cho cái thằng bị ngợp nước. Các bạn thấy không, sửa máy không có gì khó hết. Và các bạn đưa tôi cái gì tôi cũng sửa được hết, tôi dám bảo đảm với các bạn luôn. Sửa mò mà sao không được, ví dụ con chuột nè, bấm quậy không ăn. Đời thường đời sống các bạn phải biết cái này mới sửa. Bấm quậy không ăn, thứ nhất kiểm tra nguồn, mở pin nó còn không, thay một cục pin vô, thấy bấm không ăn nữa, chưa chắc nha, nghi ngờ cục pin mình mua về nhiều khi ta để lâu năm hết pin, bỏ vô cái nữa đó. Rồi xong rồi không được phải không, có cái nút này nè, lâu ngày bấm nó bị hư nè, tháo ra vệ sinh nó lại, thay luôn nút luôn. Rồi rồi phải nhìn lại cái USB mình ở dưới á, cái cục nhận ở dưới có còn hay không nữa, đó là phải phân tích logic đó. Logic thì mình mới sửa được tất cả được những máy. Và những thứ mà tôi chia sẻ cho các bạn đây là những thứ đời thường, một thợ mò mà sửa mò. Mình lớn tuổi mong học hỏi bạn đi, nhiều nói nhiều lần, bạn nói gì nói lại nhiều lần. Mọi người gì nắm rõ lắm. Ok, muốn nhắc đi nhắc lại nhiều lần là tại vì sao mà con nhắc đi nhắc lại nhiều lần không chú? Có nghĩa là con thật tâm thật tình muốn cho các bạn nắm rõ một cái điều đó, để cho các bạn mà giống như ô long nè mới được. Còn nếu không sơ sẩy một cái thì các bạn sẽ không làm được, và sơ sẩy cái các bạn sẽ bị tôi liền đó. Đây là mình tâm sự giao lưu nha, hết bài giảng rồi. Và tối đêm nay á, là 7:30 các bạn nhớ đón xem, và mình sẽ cho các bạn xem những cái mạch điện nó bị hư hỏng như thế nào, những phần nào phân tích, nhất là bộ nguồn. Nhất là bộ nguồn. Hầu như các thiết bị máy đều hư bộ nguồn. Tại sao các bạn biết không? Tại vì cái bộ nguồn nó làm việc liên tục. Khi mà một cái bộ máy hoạt động là bộ nguồn làm việc liên tục thì nó là cái hư đầu tiên. Và các bạn phải nhắm vào đó mà các bạn xử lý nó trước tiên. Bộ nguồn. Con người mình cũng vậy. Con người mình mà hư và bị bệnh chết trước nhất đó là cái bao tử và những cái đường liên hệ với bao tử. Ăn không được đói chết vậy thôi, ăn không được uống không được đói chết đó. Nếu mình ăn được uống được mình không có chết liền, mình chết từ từ hay là mình một quý bệnh gì đó chết cũng không ấy. Nhưng cái máy cũng vậy, không có nguồn là nó chết liền, nó không hoạt động. Mình không ăn được là không hoạt động, trong vòng ngày hay ngày mình không ăn được không hoạt động được gì hết. Nên cái nguồn là cái quan trọng nhất. Khi mình ngủ á, cái bao tử mình á vẫn còn hoạt động, nó còn tiêu hóa chẳng đó, hoạt động. Thì cái bộ nguồn của máy tivi rồi máy lạnh rồi đó, các bạn không có tắt chế độ gạt đầu dao xuống, các bạn để cho nó chạy thì nó vẫn còn hoạt động. Thì bộ nguồn là một cái thứ quan trọng nhất mà các bạn phải sửa chữa ngay chỗ bộ nguồn trước tiên, coi bộ nguồn trước. Một bạn hỏi đó là có thể nói về bo mạch sao các phụ kiện gắn với nhau sát nhau mà không chạm nhau. Tại vì nếu mà bạn mà nhìn thấy lấy cái kính hiển vi á, các bạn nhìn kính lúp mình nhìn thấy vô trong đó ha, hoặc là lấy cái điện thoại iPhone hoặc là cái gì đó để chế độ camera, các bạn gọi vô phóng lớn lên thì các bạn thấy là đường mạch nó hở nhau
hở nhau vậy nè, hở nhau, nó đâu có chạm nhau được. Và hiện nay hai cái tập đoàn lớn là Intel và Samsung nó có một cái công nghệ đó là một cái rác silicon thôi, nó chứa hàng tỷ con linh kiện trong đó, đó. Hàng chục ngàn tỷ con linh kiện đó. Và những con linh kiện mà nhỏ xíu như là bằng cọng tóc nè, mình không thấy được. Nhưng mà trong con linh kiện nhỏ đó đó, nó có chứa hàng tỷ con linh kiện nhỏ nữa. Phải dùng kính hiển vi soi đến 1 triệu lần mới thấy được. Thì người ta dùng những cái công nghệ bắn công nghệ đó. Công nghệ người ta bắn 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 hạt vô đó để người ta làm nên những con đó. Công nghệ gia tốc đó. Thì các bạn biết là bơm nguyên tử á, người ta làm á sao các bạn biết không? Uranium mà làm giàu á, ví dụ như nguyên tử heli hoặc là nguyên tử hydro á, thì người ta dùng cái máy gia tốc á, người ta bắn những cái hạt vô mình đâu có thấy mắt thường được, dùng kính hiển vi hàng triệu lần mới thấy. Thì bắn những cái hạt vô trong cái hạt nhân á để làm giàu nó, để nó tăng có quá trình mà bán rã của nó. Rồi người ta dùng những cái phương trình khoa học của nó, người ta làm nên cái nhà máy hạt nhân và người ta làm những cái bơm nguyên tử thì mình không thấy được. Đó là những cao siêu rồi. À, thợ mò như mình và các bạn thì không nên tìm hiểu những thứ đó. Và linh kiện sát sát với nhau để trả lời cho câu hỏi bạn là hoàn toàn không dính nhau nha. Công nghệ bây giờ nó làm gì đó, mình lấy cái lớp mình thấy mình gọi lên là nó không dính nha. Muốn đo đạt nó là phải dùng cái điện thoại gọi vô rồi mình đo. Và sắp tới mình sẽ có cái bài như vậy cho các bạn xem. Rồi bạn hài lòng không? Các bạn có hỏi gì nữa mình offline nha. Live từ 11 giờ mấy một tiếng rồi. Đau quá, quá trời đau khổ. Các bạn gì nè. Mình rất là vui gặp được các bạn. Nếu các bạn mà xem video này, các bạn ưng hay không ưng gì á, nhớ cho mình một like. Nhớ cho mình một like nha. Đây là tình thật. Tại một like này có giá trị trong một cái bài viết, cái bài giảng của mình đó. Mình được đánh giá cao với YouTube. Mình là một người đối tác với YouTube đó. Mình đang làm đối tác với YouTube rồi. Mình giảng hàng ngày đây là YouTube cũng đang nhìn ngó mình đó, nhìn ngó mình để mình được đề xuất được. Các bạn cho mình một like ha. 58 người mà có 46 like à. Chắc là các bạn kia là không like được hoặc không biết like. Rồi, xin chào các bạn nha. Tắt máy đây. Đây để chào các bạn để các bạn kia bắt hỏi. Rồi, đúng không bạn bạn gì đó ơi?